tóc đây, tóc của Lôi này. Tất cả các bạn ai muốn tóc của Lôi thì liên hệ nhá, liên hệ mình nhá, mình cất vào bao này. Đây, tóc này như cái rẻ nồi các bạn. Đây, nó cứ bám bám như cái rẻ nồi ấy. Đây này, Lôi này, đi thôi. Đây có mấy con gà đây để lấy ít máu của gà. Đấy, tí là giả vờ cào 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 của Marty Bao Đú ấy, cào cào tóc của Lôi con ấy. Cào đi. Rồi. Ui. Ê. Máu máu. Máu ra, máu ra. Máu ra đây. Hey, đi bệnh viện đi. Đi bệnh viện đi. Tại rồi. Ê, chết ơi. Ôi, đi. Ok, hello. Chào tất cả mọi người nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Quang Linh Vlog của Sơn Châu Phi. Hôm nay là nhờ anh Bảo đấy, cắt cho hai chú cháu cái đầu tóc để về Việt Nam cái nào anh tráng. Hiện tại bây giờ là ngày 17 rồi. À 16 rồi. Ngày mai là ngày 17. Ngày mai thì anh em mình sẽ di chuyển lên Luanda. Và ngày 18 sẽ di chuyển về Việt Nam. Thì không kịp thời gian để mà cắt tóc thì nhà có thử cắt tóc sẵn đây rồi thì mình cắt cho tiền, cắt cho đẹp đẹp tí tu đủ nhá. Hả? Sao lại không tu đủ? Alo, anh chào các bạn à? Chào các bạn. Nhưng mà con ta tu đủ đi. Không. Về làm gì có bạn gái đâu mà sợ ngại. Đây, về đây ha. Cắt tóc cho đẹp đẹp tí về cho các anh các chị các chú chụp ảnh chứ không xẻo đấy đâu. Hả? Xe bầu tắc đầu à, tóc không bị nấm nào. Ui giời ơi vẫn bị nè. Chà. Hi chà. Cứ có tóc là lên. Cái này phải bôi thuốc rồi, tối phải bôi thuốc rồi. Đấy, các cho các cô các chú mà muốn chụp ảnh với Lôi thì cẩn thận cái đầu nhá, nó lây đấy nhá. Lôi là ở cái bật bán đó. Lôi là bật bán. Cô các chú nấm. Mày là ba bùi. Đấy, này chơi với con chủ nhà với gì đấy mà đưa ô tô sang có chơi. Gì? Mình thì mình cắt tóc thôi, cắt tóc. Tập cho nó hoành tráng. Đáng lẽ phải lên Luanda cắt. Nhưng mà sau ấy thời gian nó ấy quá, lên nó vội gấp quá nên là không kịp. Đấy, cứ cắt để như này thôi. Hey. Để như này mới đẹp đây. Đó là... Đấy rồi, nhìn dân chơi đây. Đấy, cắt mặt dân chơi luôn. Như tạm nhau nó phải chạy tóc, nó tóc có thẳng á. Về... Không Lôi, cắt mà cắt form như này đẹp mà. Không thì cắt trọc đi. Về cho Lôi đi chùi tóc cái. Không thì cắt trọc đi. Thế. Lôi ấy. Cắt trọc nhá. Ôi, cắt tu đuôi. Ba ơi, con cắt. No. Tí nữa. Ê, ông cũng biết đẹp với xấu rồi, còn gì nữa. Anh em ở đây thì hồi là anh Bảo cắt tóc thì, không đi quán đi tiệm nhá, bên này cũng đi tiệm cắt thì cũng cắt như anh Bảo thôi, vì thế mình cắt ở nhà cho nó tiện. Tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm. Rồi xong rồi, xéo rồi. Đây tóc của Lôi này. Tất cả các bạn ai muốn tóc của Lôi thì liên hệ nhá, liên hệ mình nhá, mình cất vào bao này. Đây,
tóc này như cái rẻ nồi các bạn. Đây, nó cứ bám bám như cái rẻ nồi ấy. Đây này, Lôi này. Tóc của Lôi xấu ha. Ê, tóc của Lôi xấu ha. Xấu thật á. Tóc người bên này là toàn xoăn xoăn con con như này thôi, không thẳng được. Đấy, ai muốn đùm này thì liên hệ mình nhá. Mình để lại cho mọi người nhá. Tóc của idol ấy. Tóc của idol đây. Đây, đây công cụ cắt tóc của anh em này. Đầy đủ luôn. Cái này đánh giấy được ra đây. Sáp. Hả? Đánh giấy. Sáp á? Sáp. Có sáp luôn các bạn đây. Đây, kéo này. Húi xời. Đấy. Kéo này. Cái này là kéo kéo tỉa này. Đầy đủ rồi. Anh bảo sắm mà. Ấy, úi giời, động cơ mới à? Động cơ động cơ nhỏ này. Đấy, đầy đủ nha mọi người. Lược này. Cừ này. Không, cái này của Việt Nam chứ. Cái của à, bên này á? Ui, bên này vẫn bán mấy cái này à? Đây lọ này là bôi cho nó bôi trơn này, tông đơ đầy đủ hết nhé mọi người, không thiếu cái gì cả. Đẹp trai rồi, thôi được rồi, quá rồi, xe gà thôi, xe gà thôi, xe gà thôi, để thôi, từ này thôi, cắt gì nhiều, hả? Không cần cắt nhiều đâu. Ây da, tóc đẹp nha. Mình nhìn liếc liếc ấy. Không, cái này cắt video để cho video thôi. Nhưng mà tắt video là chú cắt tóc. Cắt hết. Thật mà, như hôm kia ấy. Đẹp mà Lôi, tóc đẹp mà Lôi. Chứ Lôi không được để như này đâu. Nấm này, không được để như này đâu. Nhá. Tóc Lôi gì, nó chả lắm. Chả lắm thẳng ấy. Chả lắm thẳng ấy. Nó không hắn là cục 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 ấy. Tóc Lôi. Về đi ép tóc, nối tóc cho nó thẳng. Ê, Lôi ế. Đi xuôi tóc. Bước con cáo chứ, mới tiêm tóc đó mà. Ô, răng lên rồi này. Ờ, răng lên rồi này. Ờ, kìa, răng lên rồi. Đấy, sau 30 phút thì cắt đẹp rồi. Nhưng mà cái đoạn này là... Chưa cáo này. Tí nữa cáo này. Tí nữa cáo sao? Ờ. Chưa lên lừa. Tí anh cứ bảo cao, thì cứ bảo cao đã chứ đẹp. Sao lại lừa? Thì cứ bảo cao nhá. Tí... Rồi. Đẹp thái rồi, quá chưa. Tí nữa trôn. Tí nữa đi mua kẹo dao lam đó. Tí nữa trôn Lôi nha mọi người. Rồi đi ra, ca xong rồi đi ra đi. Tí nữa trôn lôi quả Lôi khiếp hồn luôn. Rồi cứ ngồi đấy nha, chú Linh cắt đó. Ngồi bên kia xem chú Linh cắt này, đẹp hê. Ấy da, đâu, lại camera cận cảnh nào. Úi trời ơi, đẹp hê, nhưng mà đầu hơi nấm các bạn ơi. Đẹp quá, quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Quá đẹp luôn, Lôi đi xem kia kìa. Không, nhưng mà, hả? Đi xem cái gì? Gương á? Dạ. Ờ, đây không có gương à? Có. Ở đâu? Đó, đóng cửa rồi. Đóng cửa rồi. Thôi ngồi đi. Ngồi đây đã. Tí nữa xem sao, hả? Tí nữa còn chú Linh đang còn cảo nữa mà. Cảo một ít nữa. Nhá. Đang đi mua gà. Tí nữa lấy ít máu gà trôn Lôi. Tí nữa lấy ít máu gà trôn Lôi. Trôn mũ. Đây. Tí nữa. Hả? Sao? Nói là ông biết tiếng Việt đi không? Ngồi đây ơi! Ngồi đây để quay video mà, đang quay video mà. Ngồi đây tí nữa, đang quay video mà. Tí nữa cắt lại một tí nữa. Chưa được. Được rồi. Hả? Tí nữa cắt lại một tí nữa nhá. Ở trên cắt ngắn lắm. Ngắn lắm. Đấy. Có thử anh bảo rồi nhưng... Okay, mọi người cùng chờ đón nha, để tí nữa. Không được đi đâu đâu Lôi ơi. Ở đây ngồi đây này. Đi chơi ở đây. Ngồi đây này. Không. Ờ không đi. Đi chú Linh kêu lại á. Đi chơi đấy. Thôi cho chơi đi, tí kêu về đây cào lại. Ok nha mọi người, thì trong lúc cắt tóc thì nghĩ ra một cái
Còn tên nó là Tôn Ma Tì Pao Đủ Tí. Đấy. Đang cắt tóc dở này. Mà đi thôi. Đây có mấy con gà đây để lấy ít máu của gà. Đấy, tí này giả vờ cào 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 của Ma Tì Pao Đủ ấy, cào cào tóc của lôi con ấy. Đấy, giả vờ đứt tai. Tôn quả này không kể nó ngất rồi. Thôi. Đây. Đây được che che được. Ôi. Đi đi. Rồi cả đi. À cả là. Ơi, cả đi. Được không? Cắt đẹp ấy, chưa? Thôi để em cài cho. Để... Không, chú Linh cắt đẹp, thôi, chú Linh cắt đẹp, cắt đấy mà. Ui, khoan từ từ, đoạn này rồi. Cắt đi. Rồi. Ui. Ê. Máu ra. Máu ra đây. Ê, đi bệnh viện đi. Đi bệnh viện đi. Tại rồi. Ê, chết rồi. Đi. Giấy. Đem xe. Giấy. Máu tay. Chết rồi. Tay. Khoan, từ. Đau rồi. Ui, chết rồi. Máu nhiều lắm. Ôi, bệnh viện. Lấy đi, bệnh viện đi. Lấy bệnh viện đi. Đi bệnh viện đi. Máu nhiều lắm. Ôi, sao kỳ bùi mà gì vậy? Ê. Ôi. Chết rồi. Trời ơi, tay rồi. Nó về bên Nam đấy. Chết rồi. Sao này biết lừa rồi sao ấy? Máu ra nhiều. Nó không hốt hoảng cái nhỉ? Lấy ở đâu vậy? Hả? Đây. Cái này phải mang cái gì? Này. Đấu cây. Ui, bùi ở kia bùi xe. Thế hai chắc là nó biết hay sao ấy. Ta Vinh ơi. Thôi, không trôn được lôi các bạn. Không trôn được lôi. Thế luôn. Không chỉ được ấy. Lôi là... Khốn lắm. Nói chung là hay là nghe tiếng Việt hay sao ấy. Là lúc nãy là mình nghi nghi rồi. Không trôn được. Đấy, mọi người thấy bình tĩnh chưa? Máu trèm như thế mà vẫn bình tĩnh. Chết nhớ. Thôi, bây giờ thất bại rồi. Ok, bây giờ cắt tóc. Để mai đi luôn đa nha mọi người. Về Việt Nam. Ok, chào các bạn nha. Ôi giời ơi, không trôn được lâu. Chào các bạn. Khiếp thật, sao không thấy biểu cảm xúc gì nhỉ? Phải hoảng nhỉ? À, phải hoảng hốt lên máu ở đâu chứ. Đấy, đây nghe nó à rồi. Ờ, chắc là nghe được rồi. Sao à? Lấy máu gà cái gì nó không biết rồi. Thằng này nó hiểu tiếng Việt ấy mà. Tôi nghe nói bò mãi bao em. Nóng thế nhỉ? Cái mãi nóng thế nhỉ? Chết dở. Tôn thất bại đấy nha mọi người.